tâm kiêu mạn, tự mãn về bản thân. Tâm đó là những tâm rất đáng sợ và sẽ làm cho bạn mất phước. Rất nhiều người xinh đẹp, lại thông minh, có tài ăn nói. Đa số cô Nguyệt thấy là họ kiêu mạn và tự mãn về bản thân. Đáng sợ thay, họ cho họ là giỏi nhất. Khi ai đó nghe họ, họ lại không muốn những người nghe họ nghe thêm người khác. Mang tâm tính đó sẽ dẫn đến cái tôi cao, bản ngã lớn. Và những người mang tâm cái tôi cao đó thường vận mệnh về sau sẽ rất buồn, khổ tâm, phiền não và sống cô đơn, nhất là khi về già. Đáng sợ thay của con người chúng ta đó là không có tu tâm dưỡng tính tốt. Rồi một ngày chúng ta được nhiều người biết đến, hâm mộ, đặc biệt lại có một ngoại hình đẹp thì rất dễ khởi tâm kiêu mạn, cho mình là đẹp, cho mình là tài giỏi. Và quá nhiều người khen mình lại nhận những lời khen đó, thì các bạn đang xuống con đường khổ đau và đang đi vào cánh cửa địa ngục. Đừng ai dại gì mà nhận những lời khen. Với bản thân cô Nguyệt, trước những lời khen, cô chỉ trân trọng thôi. Có những lời khen hơi quá, cô đành không dám nhận. Mọi người khen cô quá lên, cô cũng buồn. Cô đâu dám nhận những lời khen đó. Nhưng cô hiểu tình cảm của các bạn dành cho cô, nên hai chữ trân trọng cô đành thả tim. Chứ cô không dám nhận những lời khen đâu. Bởi vì núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Mình đẹp thì còn nhiều người đẹp hơn mình. Nên đừng bao giờ cho rằng mình là đẹp, mình là tài giỏi, rồi nhận những lời khen của bất kỳ ai. Nếu bạn giữ những lời khen của ai ở trong tâm thôi, là dần dần bạn đang mất phước đó. Hãy luôn cho mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mà thôi. Mình còn phải học hỏi, còn phải cố gắng nhiều lắm. Chứ cuộc sống này rất nhiều cám dỗ thử thách. Đừng bao giờ cho mình là nhất nha các bạn. Mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi.